Kênh lời bonsai, kênh lời bonsai Ngọc Sơn mến chào quý cô chú anh chị gần xa trên mọi miền quê hương tổ quốc nha. Lâu quá trời không lên kênh tại mất công việc nha. Hôm nay em về một lô hồng phấn rất là đẹp tàng thông nha. Rồi siêu bông luôn để được phục vụ qua số điện thoại của em là 0332662771, cũng là số Zalo của em luôn. Em ở tổ 2 ấp 6 xã Thái Hưng huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ. Rất mong được phục vụ của bác anh chị nha. Lô này em mới về được cái 40 cây thôi nha cô bác anh chị. Tàng thông nha. Cô bác anh chị là mua vừa gì là vừa Tết để bán Tết lại luôn ha. Có mua nhiều thì em sẽ bớt chút đỉnh tại cây này lớn cây lắm nha. Bầu và cây luôn có 50 kg nha. Rồi đầu tiên cây hồng phấn số 1, cao là 2,2 m. Cây này đỉnh dữ lắm nha cô bác anh chị. Đứng mị đó rồi tới chảnh vô bác thấy luôn. Dữ lắm nó cao nha. Bữa nay em chơi là hàng đỉnh không có bác chị luôn. Chỉ có 40 cây thôi. Đó, chiều cao là 2,2 m. Em đo tán ngang nha. Tán ngang là 1,1 m. Cây đẹp không các bác chị, bao đẹp. Hoành thân là 16. Rồi đầu tiên cây số 1 em vô lưu là 600 ngàn đồng. Em bao sống bao ship toàn quốc. Bác đi số rồi. Cây số 2 cao là 1,8 m nha, tán ngang 1 m. Cây lớn cây mấy chị, tiền nào của đó nha, bảo đảm bác chị không có lô nào như lô này nha, khó mà kiếm được lô hồng phấn như gì nha. Hoành thân nó 15 luôn em, đó trên đó. Cây số 2 em cũng giao lưu qua của bác anh chị là 600 ngàn đồng, bao sống con ship toàn quốc hồng phấn siêu bông tới đợt luôn nha. Tới đợt chẳng hạn có bông nha các bác anh chị yên tâm nha. Rồi cây số 3 cao là 2,2 m luôn, nó từ 2,2 m hết 3 không đó nha, tán ngang 1 m luôn anh chị ơi. Lớn cây không quay quá. Hoành thân là 16 luôn. Rồi cây số 3 em vô lưu của bác anh chị là 650 ngàn đồng, em bao sống ship toàn quốc. Cây này trên 50 kg không nha, cái bầu và cây trên 50 kg. Cây lớn cây mà đỉnh luôn, một cốt tàng thông rất đẹp, tháp vừa kẹp của bác chị Tết luôn nha. Cây này dữ lắm, vừa Tết luôn, đỉnh luôn nè. Đó, cây số 4 cao là 2,1 m, tán ngang 1,1 m. Cây là lớn cây không nha, hoành thân ở trên đây là 16. Rồi cây số 4 này em giao lưu là 650 ngàn đồng, em bao sống ship toàn quốc. Cây lớn rất đẹp, an toàn cho bác chị trong mùa này luôn, vừa Tết là bán Tết luôn nha. Này ai có chậu lớn vô chậu Tết luôn nha. Rồi cây số 5 mới bứng đem về luôn, cao là 2,4 m, tán ngang 1,2 m, giữ giống cái này lớn bông tới đọt chảnh luôn nha, bông đỉnh luôn, siêu bông em bao siêu bông đẹp luôn nha. Hoành thân 16, cây số 5 em giao lưu là 700 ngàn đồng, cao 2,4 m nha, từ 2,2 m đến 2,4 m nha, không không dưới đâu nha, dữ lắm nó cao nha, đọt là bông tới đọt luôn, đỉnh bông luôn nha. Ai mua nguyên lô Tết thì điện alo cho em, có phụ tiền ship thì em bớt chút đỉnh chứ cây này em bớt không nổi nữa nha. Cây số 6 cao 1,8 m, tán ngang 1,2 m. Đó, tiền nào của đó nha. Hoành thân là 16 luôn. Cây số 6 em giao lưu là 500, 500 ngàn đồng. Cây bao đẹp luôn, không đẹp là không lấy tiền. Đó, quý anh chị coi cây nè, đỉnh luôn. Cây số 7 cao là 2,2 m, tán ngang 1,2 m, hết biết cái tán ngang khích tàn đẹp, cực kỳ đẹp nha, cực kỳ đẹp cho bác luôn. Cái này là cây tre để mình cắm để cho nó vững cái cây nha. Cây này lớn cây mà đẹp lung linh luôn. Hoành thân là 16 luôn, tính 15 thôi. Cây số 7 em giao lưu là 700 luôn, cao từ 2,34 m đó, lắm lớn cây nha mấy anh chị, lô đẹp lung linh luôn. Cây số 8 cao là 2,1 m, tán ngang là 1,2 m, rất là đẹp, một cốt không thẳng băng luôn, không có nào cong hết trơn á. Cây này là cây tuyển chọn cho bác chị chơi Tết nha. Hoành thân 17, cây số 8 em vô lưu là 600, 600 ngàn đồng, bao gặt siêu bông luôn, không có cái nào lộn hết trơn nha. Món này là phải nói là siêu bông luôn.
mấy chị nào mua rồi vô chậu nhé, chọn cắm dừa với giống dừa ít cho hơi, nga đắt hơi nhiều nha. Còn phân thuốc gần Tết cỡ gần tháng ngoài 2 tháng thì có bông thì điện em sẽ gửi thuốc lên. Rồi cây số 9 cao là 2m2, tán ngang 1m. Rồi hoành thân đây, hoành thân ở đây là 15. Rồi cây số 9 em vô luôn là 600, 600 ngàn đồng cây số 9. Quá trời cây lớn luôn, chơi cái này là đỉnh luôn nè. Bắt nào anh chị nào chơi một cặp về là Tết để lung linh luôn. Rồi cây số 10 cao cũng là 2m2 luôn, tán ngang 1m1. Hoành thân ở đây là 17. Cầm mấy cây lỏng cái tay thôi, ở cứ để tự tôi chỉnh. Cây số 10 em vô luôn là 600. Cầm cây đứng thôi. Tao ship toàn quốc xuống. Xuống lại. Dựng giữa dắt quá cưng. Dắt quá nắng cái cây xích vô trong mà. Siêu vô xe. Cây số 11. Cao là 2m2, tán ngang 1m1. Đỉnh cây luôn nha các bác anh chị. Cây này khỏi chê, các bác khỏi chê luôn nha. Này mua về em dễ giao nhanh lẹ làng hoàng. Hoành thân 17. Rồi cây số 11 em vô luôn là 600. Bán giá bình dân các bạn chị chơi đi, cái cây này đó là chịu mấy không á. Ghế không nổi luôn á. Cây số 12 cao là 2m4. Bán ngang là 1m1. Từ 1m1 đến 1m1 không đó. Hoành thân là dữ dằn ngay luôn, đẹp luôn nha. Hoành thân là 16. Rồi cây số 12 em vô luôn là 700. Đi xa ra gọi tới chảnh. Ta thấy bông trên đọt mấy. Mấy đọt. Đứng ở đó cũng mừng nó, tại điện thoại mình nó sáng. Đây, dựa xéo vậy nè, nghiêng ngang trước nè. Rồi cây số 13. Cao 1m5. Từ 1m5, 1m6 nha. Tăng ngang 1m. Rồi 1m6 á. Không cây nào mà dưới 1m5 hết chứ. Hoành thân 16 luôn. Cây số 13 em vô luôn là 600. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Bầu rất là đã luôn, mưa mềm mập đã luôn. Dựng ngoài này cũng được. Hơi cái dựng Mỹ đặng xe ba gác nó cặp bên hông đó, dựng vô đó cho cây nó đẹp. Cây số 14 cao là 2m2. Tán ngang 1m1. Đỉnh cây luôn nha. Bông lung linh rồi cực gỡ luôn. Đây siêu bông nha các bác anh chị, bông nó lợt nha, siêu bông nha. Rất là đẹp. Cái này là nó nở rồi, còn mới nở nè nha, màu đỏ nha. Đó, mới nở là đỏ hồng nha. Nở ra là lợt gì đó. Rồi hoành thân 16 luôn. Rồi cây số 14 em vô luôn là 650.000 đồng. Bao sắm một ship toàn quốc. Cao 1m, cao là 2m2. Tăng ngàn 1m1. Cây số 16 dịnh hai đây, ta trên này dưới này, gì nè. Ok, nó vững băng à. Cao là 2m3. Tăng ngang 1m1. Đỉnh cây luôn nha. Cây là phải tuyển chọn cho bác chị chơi luôn. Hoành thân là 17. Cây số 15 em, cây số 15 là em giao luôn là 700.000 đồng. Bao sống một ship toàn quốc luôn. Số điện thoại của em cho nổi trên màn hình mô tả rồi các anh chị. Các anh chị này mua về em sẽ giao nhanh nhanh rồi trồng vô chậu liền cho em nha. Mùa mưa này trồng rất tốt nha. Vừa Tết là có bông luôn. Cây này đẹp dữ lắm, đẹp nè. Cây số 16 cao là 2m3 đến 2m4 á. Nó ngang 1m1, khích gịch luôn đằng nè. Tháp luôn nha, bông từ trên xuống dưới nha. Đang sẽ ra bông nha. Đây là lung linh, ai muốn mua lô về bán lợi thì điện cho em nha, có xe nhà đây xuống đây chở thì em sẽ bớt. Hoành thân 17. Số 16 em vô lưu là 700. 700.000 đồng. Ai từ thành phố Hồ Chí Minh gần gần đây Đồng Nai rồi thì có xe thì xuống đây em sẽ bớt phía ship nha. Bớt giá tiền lại. Tại ship này nó nặng quá em phải bán giá đó. Cái cây này nếu mà mua ngoài cũng cả triệu một cây rồi. Chứ không dưới 1 cây 1 triệu đâu. Cây số 17 cao là 2m4, có ngang 1m2. Khích gịch luôn. Rất đẹp luôn. Hoành thân ở đây là 16. Cây số 17 em vô luôn là 650.000 đồng. Cây này nãy ăn cặp nè. Có cặp có đồ chơi các bác chị mua nhớ lựa cặp, có gì kêu em chụp hình cho nha.
lựa cặp thì em lựa cho chẳng ta lựa giống 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 nhau cho nha. Khi coi cho nó không không gõ thì điện cho em gọi Zalo hoặc là em lựa cặp cho. Cây số 18, quay mặt số nè. Chiều cao là 1,5 m, tán ngang là 1 m. Hoành thân là 15. Cây số 18 em giao lưu là 500. Tiền nào của đó, dẫn khích có nhỏ có gì vừa có. Cây đỉnh hay chơi mấy cây dữ dữ đó đó. Vậy như là Luen vậy đó, làm như mấy cây này nè. Nó cây số 19 đẹp như 19 luôn. Cao là 2,4 m. Tán ngang là 1,1 m. Lung linh như con bấm sinh luôn nè. Hoành thân là 16 đó ở trên nè. Rồi cây số 19 này em giao lưu là 700. 700 nha bác chị. Tại vì cây này không phải là phí nó nhẹ đâu nha. Bứng cái bầu bự cho bác chị vô chậu là chơi tới đẹp luôn, tết bán luôn. Rồi cây số 20. Đó, cây này đang cặp nè. Cao là cũng là 2,4 m đến 2,3 m, 2,4 m nha. Tán ngang 1,1 m. Tán ngang từ trên mét không đó, bác yên tâm đi, ở dưới á. Hoành thang là 16 luôn. Số 20 em giao luôn cũng 700 luôn. Này nãy một cặp nè. Tháp thông nè. Đó. Thằng thông không. Cái số 21. Cao của nó là 2,3 m, 2,4 m á. Thắng ngang 1,2 m. Cây này cũng lớn cây lắm nha các bạn chị. Lớn cây mà vững cây luôn. Mùa này vừa tết luôn nè. Hoành thân 16. 21 em vô luôn là 650.000 đồng. Quá trời đẹp luôn. Đó bác chị coi tới đọt nha. Siêu bông là nó phải vậy đó nha. Cây số 22. Cao là 2,5 m tới 2,6 m đó. Nó ngang 1,2 m. Dữ lắm cây nó cao. Dữ lắm nó đẹp. Hoành thân của nó là 16 luôn nha các bác chị. Nó trên á. Cái số 22 em vô luôn là 700. Cái tre này cắm ở đây đặng cho nó vững cái cây nha. Vững cái gì đây cũng được được. À, em mới đi cây nào lấy nó cái qua đó. Trường đường hẻm xe chạy vô. Xe nhỏ chạy vô. Quay cây vô trong. Quay chiều ngã vô. Ừ. Số 23. Cao là 2,2 m. Tán ngang 1 m. Cao là em có đo sẵn hết trơn khoảng gì trừ trừ hao của bác thầy yên tâm nha. Hoành thân là 15 nè. Ở đây rễ màng vẫn còn nguyên hết, bứng bộ cái bự của bác thầy yên tâm nha. Trồng cái sọn đất chứ xe dừa lên chứ dọn gì cho em. Rồi cái tưới nước vô. Rồi cái số 23 này em vô luôn là 600. Em bao ship toàn quốc luôn. Các bác anh chị là có gần có xài thuốc mà kích thước ra rễ rồi có ai gần gần đó bán cơm cát các bác anh chị có mua nha. Có mười mấy ngàn bịch à, rồi pha tưới cho nó kích thước rễ cho ra nhanh, bằng tết này có bông là đẹp luôn ha. Còn tết mà có mua thuốc mà để cho ra bông thì cứ alo cho em. Rồi số 24. Cao 1,5 m, tán ngang 1,1 m. Hoành thân là 15 luôn. Số 24 em giao lưu là 500. Phải nói là gục gỡ luôn mà lung linh luôn. Có gì em bán là chỉ lô này là đỉnh nhất nè. Bán cỡ 3-4 năm nay rồi. Không có là lô nào bự bằng lô này chứ. Mà đẹp nữa. Cây số 25. Cao là 1,5 m. Tán ngang là 1,2 m với 1,3 m. Tán ngang nó đẹp quá, quá trời đẹp. Nó đang sạn ra hoa. Cái này là như là tháp luôn. Hoành thân là 16. À, cây số 25 em giao lưu là 500. Quá rẻ cho bác chị chơi luôn, 500. Mày có xưởng công ty nào hay là gì ha, công viên nào mua vô chậu. Còn có hàng có lối mấy cái thằng thông là đẹp dữ lắm, nó đẹp. Cây số 26. Đó, cao từ 2,4 m, ngang 1,1 m. 26. Cao mà đẹp lung linh luôn. Hoành thân là 16. 26 em vô luôn là 700. Cao tới nắp chả luôn. Đó, mà tháp luôn. Thông rất đẹp luôn, không thưa luôn. Khích cho bác chị chơi luôn. Này ra bông cái bích chịch luôn. Khỏi mà nhìn cái là xỉu xỉu luôn. 27.
cao cũng là 2m4 luôn, ngang 1m1. Hoành thân 16 luôn, đó trên luôn. 27 em vô luôn là 700 luôn. Đó, cái này nãy cặp nha. Có cặp, có cặp cho nè, anh chị cứ lựa có cặp, cặp cho hả. Ngày mai em có lên clip của bác chị nhớ theo dõi, có lựa thì alo cho em. Ờ chắc mị với nó luôn. Cây số 28. Phải không? Cây số 28 cao 2m5. Tán ngang 1m1. Hoành thân là 16 luôn, đó trên. Cây số 28 em vô luôn cũng là 700 luôn, cao 2m5 nha. Bác chị nữa có vuốt vuốt trên đó thì nói em vuốt giùm cho nha. Có mua cái này thì em vuốt cái đọt nó hơi hơi là cho. Đang có bông cho nó quá đẹp. Cây số 29. Cao là 2m4, nó ngang là 1m1, trên 1m1 cỡ 1m2 không đó, kích gịch luôn nè. Cây này đưa lên chậu một cái chậu lớn bít chịch luôn. Hoành thân là 16. 29 em giao lưu là 700 luôn. Hết biết cây luôn của anh chị coi đi. Đó. Các kênh chổng nó coi thử cái lô nào cây nào bự hơn cây của em. Cái cưng cũng được đó. Cây số 30. Đó, cao 2m5. Tán ngang 1m2. Hoành thân 15. Số 30 em giao lưu là 700 luôn. Hàng cao của nó là thượng đế cao luôn. Giữ luôn. Một cốt không nó mới yên tâm nha. Ngay trừ luôn, không cây nào mà cong cũng mẹo đi chứ. Bằng không gặt luôn. 31. Cao 1m8. Tán ngang 1m. Nhìn như đứng cây á. Hoành thân là 16. 31 em vô luôn là 650.000 đồng. Mới quán tàn, mới cắt con keo qua luôn, mới đem về luôn quán chị. Rất là đẹp luôn. Ờ dừng lại vô đó. Cây số 32. Cao là 2m4. Tán ngang 1m1. Hoành thân là 16 luôn. Cây số 32 em giao lưu là 650.000 đồng luôn. Cây này với cây nãy một cặp. Thì nó có cặp hết. Rồi. Dựng nó luôn đi. Ừ. Cây số 33. Cây này nó hơi cong cái đứt. Chỉnh nha. Chiều cao là 1m7. Tán ngang 1m2. Rất cây lớn. Xe nhẹ. Ông cứ lỏng tay dịnh cho đứng tôi xe nhẹ nè. Hoành thân là 16. Cây số 33 em vô lưu là 650.000 đồng. 650.000 đồng nha. Từ từ thôi. Rồi. Quay giáp cho các anh chị coi. Siêu bông nha các anh chị. Những cây siêu bông này trên đọt là có bông dài xuống nha, chứ không phải dưới có bông dài lên đâu nha. Cây số 34. Cao 2m5. Tán ngang 1m1. Cây này phải nói là đỉnh mà. Em có 40 cây thôi nha, bác chị mua lô nói em nha. Hoành thân là 16. Cây số 34 em giao lưu là 700. 700.000 đồng. Còn cô bác nào anh chị có mua bán lại thì có xe nhà chờ xuống đây tặng nhà, alo em nha. Rồi em sẽ bứng cái bầu bự rồi để vô chậu luôn. Bác anh chị cứ chở về bán Tết luôn. Cây số 35. Chiều cao của nó là 2m2, tán ngang là 1m2. Hoành thân 16. Cây số 35 em giao lưu là 550.000 đồng. Giá này quá bèo quá anh chị luôn. 550.000 đồng đủ giá đủ kiểu chơi luôn. Muốn cuôn vô thì các chị nói em nha. Em sẽ xử lý cho mấy chị đẹp dần chút nữa. Ờ sơn ơi cuôn giùm mấy cái ghia này ha, là em sẽ cuôn vô cho mấy chị. Cây số 36. Cao là 2m3. Tán ngang 1m1. Hoành thân 17. Đó. Rồi 36 em giao lưu là 550.000 đồng luôn. Cây này cây nãy một cặp luôn.
có cặp có đôi hết, cặp triệu mốt có, triệu hai, triệu ba, triệu tư có, đầy đủ hết. Ta đá mấy cái bụi đó ra. Cây số 37 cao là 2m2, nó là 1m1, hàng cao là phải nói là tiễn luôn, có cặp hết mấy anh chị, cứ tiền nào của đó, cặp nào ra cặp đó. Hoành thăng 15 37 em vô luôn là 550.000 đồng đó, 550.000 đồng luôn. Đó này nắng 38 chiều cao là 2m1, tá ngang 1m2, 2m3 luôn đó. Cái này với nặng cặp nữa nè, có cặp hết trơn à. Hoành thăng là 16, cái này hoành thăng là bự hơn nãy. 38 em vô luôn là 550.000 đồng. Cây 37 38 nặng cặp nữa các anh chị, 550.000 đồng luôn, đồng chiều cao nó luôn. Rồi cây 39 cao 2m1, tá ngang 1m, hoành thăng là 15 39 em vô luôn là 550.000 đồng luôn, dựng sẽ lên cương luôn hả đại, 550.000. Rồi cây số 40 cũng là cây cuối clip nha bác chị, 40 cây. Bác anh chị nào muốn mua nhiều bán lại thì điện alo em sẽ vô giường bán. Số 40 cao là 1m4, tá ngang 1m2. Hoành thăng 15. Cây 40 này em vô luôn là 500. Em bao sống bao ship toàn quốc. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại em là 0332662771, cũng là số Zalo của em luôn. Dạ mến chào và hẹn gặp lại quý bác vào những clip tiếp theo.